Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn, thì hòa chung không khí cả nước chung tay phòng chống dịch Covid. Thì hôm nay tôi cũng đang bán cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Toyota Land Cruiser máy dầu sản xuất đăng ký năm 2008 các bạn nhé. Đăng ký năm 2008, Land Cruiser máy dầu thuộc hàng hiếm có tại thị trường Việt Nam hiện tại. Nếu như anh chị em search 4 bánh hoặc là có thể tìm kiếm trên mạng thì có thể tìm thấy chỉ một hoặc hai cái mẫu xe Toyota Land Cruiser máy dầu đang được chào bán tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ đi một vòng các bạn nhé. Land Cruiser máy dầu, thực tế mà nói thì cũng có rất nhiều các anh, các chị và các doanh nhân Việt Nam lựa chọn cái dòng xe Toyota Land Cruiser máy dầu này. Nó không phải là cái vẻ hào nhoáng, bởi vì nếu trong trường hợp hào nhoáng thì các anh chị có thừa tiền để có thể sở hữu những cái mẫu xe Lexus 570. Những cái mẫu xe Land Cruiser máy dầu này mang lại một cái thiện cảm rất là lớn, bao gồm cả các anh chị đang làm việc sinh sống tại các khối cơ quan nhà nước. Land Cruiser máy dầu mặc dù là sản xuất rất là lâu rồi, đúng không ạ, từ năm 2008 đến giờ, nhưng mà dáng thì cũng rất là đẹp. Đấy, và cái thứ hai thì khi mà anh chị em mua một cái mẫu xe này ấy, thì gần như mình không bị ảnh hưởng bởi những cái quy định hoặc là bị người khác soi mói, quý anh chị em các bạn ạ. Đây. Xe này thì được đánh giá là hàng siêu phẩm bởi cái xe này là xe tư nhân một chủ từ đầu các bạn nhé, xe công ty một chủ từ đầu, biển 30K7977, rất đẹp. Xe thì các bạn có thể thấy, lên xe thì gần như là có thể nói là một con vẻ đẹp hoàn hảo, hoàn hảo các bạn nhé, bởi vì không có một vết xước nào cả đâu các bạn ạ. Đây. Lốp và mâm xe này còn rất là nguyên bản các bạn nhé. Khi mà anh chị em và các bạn mua cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bạn sẽ phải quan tâm nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, có bị tháo vỏ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì ngay cả những cái đường keo chỉ này cũng nói lên rất nhiều vấn đề. Đây, keo chỉ cũng rất là nguyên bản các bạn nhé. Keo chỉ cũng rất là nguyên bản. Đây, đặc biệt hơn nữa đây các bạn nhìn này. Thấy tay nắm cửa này gần như là như mới các bạn nhìn này. Đây, đóng cửa ok rồi, như mới các bạn nhé. Đây anh chị em có thể thấy đây, keo chỉ này. Chất liệu ghế da này, rồi tay nắm cửa này, nẹp mạ này, gần như mới. Đây các bạn nhé, Land Cruiser này, xuất Trung Đông các bạn nhé. Đây, Nhật Bản xuất Trung Đông, Land Cruiser. Xe thì chất liệu ghế các bạn nhìn này, rất mới đúng không ạ, rất mới. Túi khí xung quanh xe các bạn nhé, thời điểm đó đã có túi khí rất là nhiều rồi. Đây, túi khí trước này, túi khí rèm này, túi khí rèm đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, túi khí rèm. Chúng ta sẽ đi một vòng nữa nhé, đi một vòng để có thể trải nghiệm những cái cửa sau. Đây cửa hậu đây, cái đóng cửa hậu này. GX nhá, V8 này. Đây. Xe này cực kỳ đẹp. Tầm này thì nếu mà trong trường hợp mà bỏ ra để mua một cái xe Lexus 570 ấy, thì nó khoảng tầm gần 3 tỷ. Nhưng cái mẫu xe này thì đang chào bán giá khá là rẻ, 1.880.000.000 các bạn nhá. 1.880.000.000. Đây. Rất đẹp. Chất liệu ghế này gần như mới các bạn nhá. Gần như mới. Đây nha, túi khí. Airbag này. Đấy. Gần như là như mới các bạn nhé. Cốp đựng đồ này. Màn hình này. Engine startup này. Cái thời điểm Land Cruiser máy dầu ấy, nó ra mắt ấy, là cái thời điểm mà thực ra thì những cái trang thiết bị option thì nó không kém gì, thậm chí là nó còn hơn hẳn cả những cái con xe Land Cruiser máy xăng mà Toyota Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam vào những năm 2016 hay 17. Bởi vì chưa có engine startup đâu. Đấy, xe này đã có đầy đủ rồi các bạn nhé. Engine startup. Đây. Phun nước rửa đèn pha đầy đủ.
Động cơ thì chúng tôi cam kết với quý anh chị em và các bạn, lái xe vẫn còn rất là nguyên bản. Đấy, cam kết bằng văn bản cho quý anh chị các bạn nhé. Động cơ thì chúng tôi cam kết bằng văn bản. Đấy. Riêng động cơ hộp số chúng tôi cam kết bằng văn bản cho quý anh chị em các bạn. Xe không bị tháo cổ máy, không bị ngầm nước, giấy tờ an ninh an toàn là hoàn toàn đảm bảo cho quý anh chị các bạn. Lời đầu tiên thì cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được hẹn gặp lại quý anh chị các bạn là tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những cái mẫu xe này thì hãy gọi điện số điện thoại 0939063333. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong những chương trình tiếp theo.